vụ bốn nhà đấu tranh dân chủ bị bắt giam, những kẻ khóc thuê tự vả vào chính mình. Cả bốn đối tượng bị khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở theo đúng quy trình, quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam năm 2015 do Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Hòa Bình thực hiện. Tuy nhiên, vẫn lối diễn truyền thống, các đối tượng khoác áo dân chủ trên mạng xã hội đã thực hiện đủ loại chiêu trò. Thứ nhất, vu cáo cơ quan an ninh điều tra. Cũng giống như các vụ khởi tố, bắt giam đối với các đối tượng có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia nói chung và bốn đối tượng trên vào ngày 24 tháng 6 vừa qua nói riêng, các nhà khoác áo dân chủ thực hiện rất bài bản trên các trang mạng xã hội, lưu loa về việc những người thực hiện nhiệm vụ đến bắt giam, khám xét, không mặc quân phục, nào thì thiếu hàng xóm chứng kiến, không có trưởng thôn, đến việc phá khóa và không cho xem lệnh và thậm chí còn la làng, bắt ép ký vào biên bản. Rõ ràng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền bắt giam đã được Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định và Cơ quan An ninh Điều tra thực hiện nghiêm túc. Mặc dù không có sơ sót, nhưng các đối tượng này vẫn cố tình tạo ra sai phạm để vu vạ, vu cáo, đổ lỗi cho việc bắt giam, khám xét không đúng quy định và mục đích cuối cùng là hòng hướng dư luận đến việc bắt giam, khám xét của cơ quan an ninh điều tra là vô pháp. Chỉ nói, ngày chi tiết những người tham gia bắt giam Trịnh Bá Phương đã phải phá khóa để thực hiện lệnh bắt, khám xét đã cho thấy những kẻ khoác áo dân chủ tự vả vào mặt mình. Bởi chính Trịnh Bá Phương trước khi bị bắt đã livestream trên mạng xã hội cho đến khi bị lực lượng chức năng phá khóa. Điều này cho thấy Trịnh Bá Phương ngoan cố không hợp tác, buộc cơ quan chức năng phải cắt khóa để thực thi nhiệm vụ. Một bằng chứng nữa cho thấy sự điêu ngoa, cố tình vu vạ của những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ ở bên ngoài. Chi tiết mà nhà đấu tranh dân chủ Bùi Thị Minh Hằng đăng tin hôm 27 tháng 6 khẳng định rằng tối hôm qua 26 tháng 6, các con của Cấn Thị Thêu đã nhắn tin cho Bùi Thị Minh Hằng về việc bị ngược đãi, không cho gặp. Chi tiết này nhìn qua thì không phát hiện sự gian manh của những kẻ vu cáo, nhưng nhìn kỹ thì thấy rất rõ các chi tiết như không gửi quần áo vì trực ban không có thẩm quyền và liên lạc với người có thẩm quyền thì không bắt máy. Thứ hai, khóc than ai oán. Bài khóc than ai oán học một mặt khẳng định những người bị bắt giam là vô tội, là dân oan, là công dân mẫu mực. Nhưng mặt khác, chúng kêu gọi ủng hộ, gây quỹ và tất nhiên những kẻ hưởng lợi vẫn là những nhà đấu tranh dân chủ. Trước hết, phải khẳng định rằng tiếng khóc than của Nguyễn Lân Thắng đã động đến tận mây xanh khi mà hắn đăng ảnh một bữa cơm đạm bạc với lời dẫn: hôm nay cơm nhà mình có lạc và rau tâm trồng, bưng bát cơm lên ăn mà nghẹn lòng tâm ơi. Đăng tải sau một ngày Nguyễn Thị Tâm bị bắt 25 tháng 6 năm 2020. Và ngày hôm qua 26 tháng 6 và hôm nay 27 tháng 6, Nguyễn Lân Thắng tiếp tục tung chiêu để câu thị phần cho gia đình Nguyễn Thị Tâm biệt danh Tâm Thợ Cấy. Thông thường, Nguyễn Thị Tâm vẫn lợi dụng gắn mác đấu tranh dân chủ để bán rau, thực chất vẫn lừa đảo bởi thị khẳng định rằng thị chỉ bán những thứ thị trồng, nhưng xem bảng menu do Nguyễn Lân Thắng hậu thuẫn cho con Nguyễn Thị Tâm đăng tải trên mạng thì chủ yếu bán các hàng hóa thuộc tỉnh khác, thậm chí cả nông sản nước ngoài. Vậy, phải chăng đây là chiêu trò lừa đảo để bán hàng online khi Nguyễn Lân Thắng vẫn một mực khẳng định rằng nông sản này do Nguyễn Thị Tâm tự trồng, tự thu hoạch và tự bán? Đính kèm thông tin, Nguyễn Lân Thắng còn nhắn nhủ những người mua tùy tâm ủng hộ cho gia đình, cho chính những kẻ bị bắt giam. Tất nhiên, đằng sau chiêu trò này đó là sự ăn chia theo một tỷ lệ nhất định, khẳng định rằng không ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Và đương nhiên, Nguyễn Lân Thắng không thể bỏ tiền túi của mình để chi cho hoạt động đấu tranh dân chủ. Chiêu trò bị ổi này khá rõ ràng trong mỗi vụ việc và tỷ lệ chia chác cũng rất sòng phẳng giữa người hưởng thụ và người quảng cáo. Chúng ta vẫn thấy chỉ đặt một quảng cáo nhỏ thôi cũng phải mất tiền, thậm chí một tin giao vặt cũng phải trả phí, huống hồ Nguyễn Lân Thắng còn phải vắt óc ra để câu nhử. Sau khi bị bắt, những bức tranh về bốn tên tội phạm phản quốc được các nhà dân chủ tô vẽ hòng nâng bi những tên tội phạm này.
Chúng thêu dệt đủ điều về những chuyện ai oán của dân oan mất đất và sự hãnh diện, can đảm đấu tranh của bốn tên tội phạm. Chiến dịch truyền thông cổ động này cũng đã thành thông lệ. Một mặt, chúng giả nhân, giả nghĩa tỏ ra đồng chí, sát cánh với những người còn lại trong gia đình người bị bắt giam, cũng như đối với những người khác trên mạng xã hội. Nhưng mặt khác, chúng lại ngấm ngầm lở đi việc làm xấu xa của chúng. Tâm địa đen tối của chúng chỉ bị phơi bày khi chúng ta đặt lại câu hỏi, tại sao nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Lân Thắng lại không bị bắt giam? Trả lời cho câu hỏi này cho thấy rõ bản chất xấu xa của chúng chỉ là những kẻ đứng ngoài, tung hô, kích động, chứ họ đâu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm. Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo những ai vẫn nhầm tưởng về các nhà đấu tranh dân chủ, hoạt động đấu tranh dân chủ trên mạng xã hội bằng những bài học nhãn tiền là bị khởi tố, bắt giam. Bởi chính họ là thế nhân cho những nhà đấu tranh dân chủ lọc lõi trên mạng xã hội mà họ không nhận ra.